điểm cộng của kem chống nắng vật lý mà chúng ta nên sử dụng. Thứ nhất đó là kem chống nắng vật lý thì nó phù hợp với mọi loại da, bởi vì nó được chiết xuất hoàn toàn từ các thành phần từ thiên nhiên, không gây kích ứng cho làn da, phù hợp với cả làn da nhạy cảm các chị em nhé. Thứ hai ở đây đó là rất là tiết kiệm thời gian cho chúng ta, vì khi mà chúng ta thoa kem chống nắng lên thì nó có tác dụng ngay, chúng ta không phải cần đợi 15-20 phút giống như kem hóa học trước khi ra ngoài. Thứ ba ở đây đó chính là kem chống nắng vật lý thì nó sẽ giúp cho làn da chúng ta lên tông nhẹ nhàng, bởi vì nó có thành phần của titanoxit và kẽm oxit, nó sẽ giúp da chúng ta bật tông một cách nhẹ nhàng tự nhiên. Thứ tư ở đây đó là kem chống nắng thì bảo vệ làn da của chúng ta trong một khoảng thời gian rất là dài, nên là chúng ta không cần thoa lại kem chống nắng quá nhiều lần trong ngày. Và cái lý do thứ năm ở đây đó chính là khi mà chúng ta thoa kem chống nắng vật lý lên thì nó bảo vệ làn da chúng ta tối ưu khỏi tia UVA, tia UVB. Khi mà tia UV chiếu vào làn da của chúng ta thì kem chống nắng nó có cái tác dụng là phản chiếu ánh nắng ra bên ngoài, bởi vậy không phải chịu trực tiếp tia UV chiếu vào làn da của chúng ta các chị em ạ. Đó. Và trên tay em Trang thì đang sở hữu một cái tuýp kem chống nắng vật lý của công ty Anvi Việt Nam. Đây là một tuýp kem chống nắng vật lý, nó hội tụ đầy đủ 5 cái điểm cộng mà chúng ta nên sử dụng. Vậy chúng ta hãy ghi một tuýp kem chống nắng vật lý của Anvi của chúng ta là bảo vệ làn da chúng ta một cách tối ưu nhất các chị em nhé. Thật là Thủy Trang, chuyên gia chăm sóc da tại nhà luôn đồng hành cùng bạn. Bye bye.